Bất sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp 1 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Gửi đến chị một căn nhà gỗ chị ha. Có một cái gác nhìn rất là thông thoáng anh chị ha. Và bên tay trái căn nhà mình có một cái view cực kỳ đẹp. Đó là có một cái kinh rất là mát mẻ anh chị nha. Với ngang là 11m3, chiều sâu là 17m nha. Đặc biệt đây á, căn nhà mình có thổ cư là 89m2 nha anh chị. Cái hướng căn nhà mình hướng này là hướng đông nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị hoặc cô chú ha. Ở đây mình về đây mình ở anh chị, mình đi chợ anh chị, thì gần nhất ở đây có chợ Trung An anh chị ha. Đây là cái vị trí nè, chỉ có là 850m là tới rồi. Ở đây thì có rất là nhiều tiện ích như là chợ, ủy ban, trường học, trạm y tế, đầy đủ ở đây hết chị ha. Rất là dễ đi anh chị. Còn ở đây anh chị về thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 63km là tới ha. Nếu anh chị đi đường cao tốc á, xe ô tô á, là 1 tiếng 15 phút nha. Còn nếu là đi xe máy là gần 2 tiếng đồng hồ mới tới chị ha. Rồi để em quay hướng ngược lại cho anh chị xem ha. Đây, nhà cửa anh chị không? Rất là đông đúc anh chị. Còn nếu anh chị đi hướng ngược lại thì anh chị đi hướng ra đường Phạm Hùng về khu công nghiệp Bình Đức. Nếu mà ở đây mình đi ra khu công nghiệp Bình Đức á chị, nếu về đây mình đi làm á, không có việc làm á, thì ra khu công nghiệp mình làm á, chỉ có là 1km thôi là tới anh chị ha. Đó là khu công nghiệp Bình Đức anh chị ha. Rất là nhiều công ty đó, về đây mình không có việc làm, ở đây mình đi làm rất là gần. Khỏi từ cái đường nhựa đây em sẽ đi vô căn nhà mình chị ha, là khoảng là 150m mới tới chị, là đi vô cái hẻm này nè. Cái hẻm này đó thì anh chị là đường xe máy chị ha. Đường này em thấy khoảng là 2m rưỡi thôi đó, nhưng mà con đoạn thì 2m, xe ô tô mình vô không được anh chị ha. Em đi từ từ để cho anh chị mình quan sát đường xá và hàng xóm luôn chị ha. Hiện tại thì căn nhà này lúc trước em đã quay rồi anh chị, nhưng mà giờ chủ hạ giá, em cũng xin phép anh chị em quay lại, em hạ giá theo để cho anh chị hoặc cô chú mình nắm thông tin chính xác nha. Giá chỉ có là 1 tỷ 150 triệu anh chị nha. Hiện tại thì nhà mình đã có sổ nằm ở nhà, không có cầm cố ngân hàng gì hết, nên anh chị hoặc cô chú mình rất yên tâm ha. Nếu mà thương được cái giá hợp lý mình đi ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc cũng được nha anh chị. Em đi từ từ để cho anh chị mình quan sát cho dễ nha. Căn nhà mình anh chị thì ở đây có điểm xấu của mình là đường xe máy thôi, còn cái thứ hai là nằm ở đường cùng nha anh chị ha, thứ hai bất điểm thôi. Còn cái thứ ba thì cái nhà mình nhà cấp 4 anh chị ha. Nếu mà anh chị mình có điều kiện thì mình bỏ cái nhà gỗ này đi, mình xây cái nhà mới chị ha. Còn nếu không anh chị có thể mình tu bổ xíu nữa, mình ở bình thường anh chị. Tại căn nhà này là chủ đang ở luôn chị ha. Tại vì đang khó khăn, hôm nay thì chủ có coi YouTube đó, có gọi về khi bán lại đó, mấy nay sắp xếp được thời gian em mới xuống bay dùm cho chủ chị ha. Rồi tới đây mình quay phải chị ha, đây mình vào đường này nè chị. Trong đây là nhà cửa rất là đông đúc chị ha. Ở vô này khoảng là 40m tới nhà anh chị ơi. Cái đường này cũng khoảng là 2m anh chị, đường đan nè. Nhà trong đây thì gần nhau không chị, rất là đông. Mình về ở nhà này rất là yên tĩnh chị ha, rồi có view, có cái kinh đó, rất là mát. Đây, quay từ từ cho anh chị xem thấy không? Nhà rất là đông đúc nha, chứ không có vắng nha anh chị ha. Bất sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là đất mẫu thì liên hệ số điện thoại màn hình nha. Em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Rồi mình đã tới vị trí căn nhà anh chị ha, để em chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây là không gian căn nhà mình đây. Đây, từ cái trụ bê tông bên tay phải màn hình anh chị ha, có hàng rào đây sâu vô là 17m anh chị ha. Còn cái mặt tiền xe máy mình đây là 11m3 anh chị ha. Rất là cụ thể chi tiết cho anh chị nắm ha.
Để em quay không gian rộng cho chị xem. Đây. Nhà đây nhà cấp 4 bằng gỗ chị ha, có một cái gác lửng nữa chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi qua chỉ bên tay trái rồi em sẽ vô bên trong nha chị ha. Đất mình diện tích cũng nhỏ chị nên chủ có trồng một số cây ăn trái ít thôi, như là có măng cục nè, rồi có xoài nè, rồi có bưởi nè và một số cây ăn trái khác chị ha. Đây mấy cái chậu kiển à, chậu để đây cho nó đẹp à chị. Xung quanh căn nhà mình á, thì chủ đã làm rào hết rồi, mình rất là yên tâm nha chị ha. Ranh giới cũng có rồi, rồi giấy tờ nó đang nằm ở nhà luôn, mình thương lượng cái giá được mình công chứng luôn chị ha. Đây qua cái ranh bên đây chị ha, đây có ranh bên tay phải đây, có rào làm cặp mé kinh đây. Cái kinh này thì có lộ giới chị ha, có lộ giới và giới khoảng là 4-5 mét rồi chị ha. Cái kinh này em thấy khoảng là 7 mét rồi chị. Đó, nước chảy chưa, rất là mát mẻ, rất là bình yên chị ha. Rồi để em quay lại cái mặt tiền 11m3 một lần nữa cho anh chị xem ha. Chỗ này đó anh chị có thể mình lấy nước nè ra vô mình sinh hoạt đó căn nhà mình. Cái hai đó là gì, anh chị có thể mình tưới cái cây đó chị, mình kéo một tưa mình tưới cũng được ha, rất là dễ anh chị. Đây quay lại nè chị không, trước cái sân mình cái đường cùng chủ có để một số chậu kiển đó, nhà này chủ cũng chơi kiển rất là nhiều anh chị. Rồi em xin phép anh chị ha, giờ em sẽ vô bên trong căn nhà em quay kỹ ở bên trong cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Có mai vàng nè, cây mai chính thủy nè và một số cây cây mẫu đơn đó anh chị, rất là nhiều. À, từ cái đường trước màn hình mình anh chị, mình nãy đi từ cái đường nhựa vô đây á, chỉ có là 150 mét đâu lại thôi là tới rồi. Cái cổng đây thì em thấy cũng rất là đơn giản à chị ha, cái cổng bằng sắt à, cũng nhỏ thôi không có lớn. Bên tay phải mình đây thì có một cái không gian sân vườn nhỏ thôi anh chị. Đây quay kỹ cho anh chị xem. Đây thì chủ cũng để một số hòn đá nè, đó, nam bộ nè, rồi có trồng một số cây kiển ở khu vực bên tay phải này. Đây có bông hồng nữa anh chị, rất là nhiều kiển ở khu vực này ha. Rồi để em quay không gian rộng cho anh chị mình xem cái căn nhà anh chị ha. Nhà mình đây là chị rất là đơn giản anh chị ha, tại gia chủ này cũng khó khăn nên giờ cũng hạ giá, em xin phép anh chị em quay lại hạ giá theo để cho anh chị và cô chú mình nắm giá chính xác nha. Toàn bộ tay chủ đạo thấy cái nhà sàn này anh chị thì thiết kế bằng gỗ hết anh chị ha. Đây là không gian ở trên anh chị. Cái gác thì trên cũng rất là đơn giản anh chị, ở trên thì có một cái phòng rồi ha. Đó, em không có lên trong thì em sẽ quay ở không gian ở dưới anh chị ha. Đây rất là đơn giản thôi. Đây là không gian bên hông bên tay trái. Căn nhà mình nó được có 2 phòng ngủ anh chị, ở trên lầu thì có 1 phòng, còn ở dưới đây có 1 phòng nữa là 2 phòng, còn đây là không gian giải trí nè. Đó, chủ để một số cái võng đây, có thể chiều chiều nằm đây cho mát anh chị ha. Rồi đây có cái bàn để mình uống nước trà, cặp view kinh hay là mình ngồi sương sương và chai ở khu vực này. Đó, quay rất là kỹ cho anh chị thấy rõ ha. Đây có một cái bàn dài nữa anh chị để tiếp khách ở khu vực này anh chị ha. Đây cái bàn dài bằng gỗ chị. Đây là trên toàn bộ anh chị ha, bằng gỗ hết. Chủ mới sơn lại anh chị, lúc trước là không có sơn anh chị ha. Đây, không gian ở trong phòng. Dạ, em chào chị. Dạ. Quay sơ cái em ra ngoài anh chị ha. Phòng ngủ của gia chủ ha, rất là đơn giản anh chị nha. Hiện tại thì có bé đang ngủ, em không có quay bên trong được chị ha. Quay sơ là cho anh chị mình nắm thôi. Rồi em sẽ tiến ra phía sau, em chỉ ranh giới phía sau cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây chủ cũng có để một số cái
cái thùng mẫu để hướng nước mưa để mình sử dụng chị ha. Nhiều lúc mình ở đây mình xài nước máy á chị, nhiều lúc cúp điện á, cúp nước á không có sử dụng được nên để chứa cái nước mưa để mình sử dụng trong thời tiết coi như là bất điện nha. Đây là khu vực phía sau bếp nấu ăn, có tủ lạnh. Đây là chỗ bếp nấu ăn đây. Gia chủ thì làm cái bếp nấu ăn này rất là đơn giản chị. Gia cảnh khó khăn nên không có làm đẹp được chị ha, rất là đơn giản thôi. Đây là không gian chỗ cửa chén bát, nhà vệ sinh ở khu vực này. Đây, đây là nhà tắm. Nhà tắm thì trong đây thì gia chủ để cái máy giặt trong nhà tắm luôn chị ha. Cái nhà vệ sinh là chung nha chị ha. Rồi em sẽ ra cái phần phía sau cái ganh cuối cùng luôn chị ha, để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Ở đây thì gia chủ lót nền đó chị, thì rất là nhiều loại gạch chị ha, chứ không phải một loại. Rồi đây là xung quanh cái gào mình, đất mình không có vuông dứt chị ha, tại bên ta phải mình nó dài 17 nhưng nó bo qua cái kinh đó chị. Đó. Kinh gì bên cái kinh nó khoảng 15 mét mấy thôi chị ha, đó, nó rất là kỹ cho anh chị mình nắm nha. Đây, đây là ranh giới là con gào anh chị theo. Phía sau thì cũng có cái đường nước công cộng nữa. Đường nước là nhỏ hơn cái kinh ở bên tay trái. Đường nước này khoảng là 1,5 mét anh chị ha. Đây là khu vực phía sau anh chị. Sau đây cũng có một số bưởi, rồi dừa nước, rồi chuối nữa chị ha. Rất là đơn giản thôi. Hàng rào thì em thấy cũng làm đơn giản anh chị, nếu mà có mua cái căn nhà này đó thì mình về mình thiết kế hàng rào kiên cố lại anh chị ha. Đây có nuôi một con chó ở ngoài đây nữa. Đây, đây sông nước ở đây rất là mát mẻ chị. Ở đây chị có thể chiều mình câu cá ở khu vực này anh chị ha, rất là mát mẻ anh chị ha. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà ở thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ số thoại âm thanh, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha là 1,150 tỷ nha. Giá này là chủ đang hạ giá, lúc trước kêu cao giá này anh chị ha. Với ngang là 11,3 m, chiều sâu là 17 m nha. Trên căn nhà mình thì có thổ cư sẵn rồi là 89 m² thổ cư nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dưới hình để tương tác với em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất, quà nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều. Và cuối video em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.